Mọi người đã xem phim Sweet Game rồi chứ? Vừa rồi ở Mỹ có tổ chức chương trình Sweet Game đặc biệt là ở trong đó có một người Việt Nam đã thắng game này. Cô đó là Mai Whelan. Thắng game này là một điều rất là vinh hạnh đối với người châu Á cũng như là người Việt Nam chúng ta. Nhưng mặt sau của cuộc chiến thắng này là bao nỗi niềm của cô ta mà mọi người chưa biết tới. Sau đây mình sẽ kể tóm tắt về cuộc đời của cô và những khó khăn cô đã trải qua để trở thành người thắng cuộc của Sweet Game thực tế người phụ nữ có số 287 trong Kem Show Sweet Game đã thắng 455 người và thắng giải với mức là 4.56 triệu, tức là 111 tỷ đồng. Đây là một giải lớn nhất của Kem Show ở nước Mỹ. Nếu ai chưa biết, đây là Kem Show tự vào phim Sweet Game nổi tiếng của Hàn Quốc đã ra mắt tại Mỹ. Cô Mai Sinh ra ở Việt Nam và rời Việt Nam và định cư ở Mỹ vào năm 1975 lúc cô 8 tuổi và cũng tại Việt Nam cô chia sẻ rằng một người lính tự động chỉ súng vào thái dương tôi, anh ta định bắn tôi và nghĩ tôi là một mối đe dọa. Mẹ tôi kéo mạnh tôi xuống đất. Trong tích tắc đó cuộc đời tôi như là kết thúc. Đó là một khoảnh khắc tôi không bao giờ quên. Khoảnh khắc đó là động lực để tôi trở nên mạnh mẽ, cô nói và lúc cô 19 tuổi cô trở thành người mẹ đơn thân và cô nói để chia sẻ điều đó cho ba mẹ cô là một thử thách lớn đối với gia đình cô vì người Việt Nam mình lúc đó ít có chấp nhận mẹ đơn thân và cũng vì vậy cô bị cha mẹ uh, từ cô và cũng là thời gian này cô ta đã tham gia vào hải quân Cô chia sẻ rằng thời gian đó cô phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cô ta cũng vượt qua và cống hiến 20 năm cho hải quân. Trong những năm cống hiến đó, cô ta đã nhận được nhiều huy chương, gồm có huy chương dịch vụ chiến tranh chống khủng bố toàn cầu, giải băng y của hải quân cho sự cam kết lâu dài của cô trên một con tàu hải quân Hoa Kỳ hoặc trong một đơn vị chiến thắng, huy chương đồ vân vân hiện cô đang làm việc với nhiệm vụ là người thẩm phán nhập cư cho bộ an ninh nội địa hiện tại cô ta đang sống ở fairfax virginia cô chia sẻ rằng hiện cô đã kết hôn và có hai cô con gái có một cháu gái và hai con chó xinh đẹp xin chúc mừng cô và cảm ơn cả nhà đã theo dõi hẹn gặp lại sau